Phong Thủy chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, Tết là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ sum vầy, là lúc mà con cháu bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần linh, là khi trên bàn thờ nhà mình luôn ngập tràn linh khí, bởi theo quan niệm dân gian thì trong những ngày Tết, ông bà tổ tiên ta sẽ về gia tiên đoàn tụ ăn Tết của người gia đình. Vì thế, việc sắp xếp ban thờ ngày Tết đối với mỗi gia đình là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để rước tài lộc và may mắn vào nhà thông qua cách sắp xếp bàn thờ gia tiên? Chắc hẳn đây là điều mà bất cứ gia chủ nào cũng quan tâm nếu muốn gia đình mình ngày càng hưng thịnh, bình an và hạnh phúc đủ đầy, để ông bà gia tiên phù hộ độ trì cho gia chủ một năm mới tấn tài tấn lộc. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Theo tâm linh thì phòng thờ là không gian làm việc, nơi ngự của người âm, bàn thờ chính là bàn làm việc, là nơi ăn, nơi nghỉ ngơi của người âm. Đó còn là nơi tưởng nhớ tới gia tiên để con cháu nội tộc, con dâu rể mới cưới về thắp hương, còn biết tới những người trong dòng tộc của mình, còn biết tổ tiên ông bà mình là ai, hay những người mất trẻ trong dòng họ là ai. Qua đó để giáo dục thế hệ con cháu biết báo hiếu tổ tiên, giáo dục về cội nguồn, lòng hiếu thảo, sống có lễ nghĩa. Bát hương như lời mời gọi của con cháu để ông bà về đoàn tụ sum vầy. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ để bày tỏ lòng thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm. Bát hương như đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn thành kính của con cháu. Theo đó, bộ đồ thờ trên bàn thờ của gia tiên bắt buộc phải có đầy đủ những vật phẩm sau: bát hương, di ảnh, nến, hoặc có thể sử dụng đèn điện, chén nước, bình hoa, mâm ngũ quả. Bên cạnh đó thì tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà gia chủ có thể bài trí thêm nhiều đồ thờ khác trên bàn thờ gia tiên, như là lộc bình, bộ đỉnh hương hay là cây vàng khối. Để đón tài lộc, may mắn và bình an, cách bày bàn thờ gia tiên đúng chuẩn phong thủy đó chính là cách bố trí bàn thờ theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo đó, mỗi loại đồ thờ sẽ tương ứng với một ngũ hành nhất định và được biểu hiện như sau: kim tương ứng với giá nến, mộc tương ứng với bàn thờ, ngai thờ hoặc giá nến, bài vị, thủy tương ứng với bình hoa, chén nước thờ hoặc chai nước thờ, hỏa tương ứng với đèn thờ, nến, nhang khi được thắp, thổ tương ứng với bát hương. Bát hương phù hợp nhất đó là làm từ đất sét nung. Cách bài trí ban thờ gia tiên trong gia đình theo phong tục Việt Nam, bàn thờ gia tiên cần đặt mấy bát hương? Với mỗi một gia đình thông thường thì việc thờ cúng các quan là thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần đất, ngũ phương, ngũ thổ, phú đức tôn thần, ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Sau đó là thờ gia tiên tiền tổ, cụ kỵ ông bà và bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu của dòng họ. Vì thế, hai bàn thờ trong một gia đình gồm có ban thờ Phật có một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên nhưng lại phải có 3 bát hương. Bát ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát bên phải khi đứng nhìn vào ban thờ là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ ông bà. Bát bên trái khi đứng nhìn vào bàn thờ là thờ bà cô, ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, vẫn có người phân vân rằng nếu nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị ở trên vào một bát hương, nhiều nhà là con thứ cũng chỉ thờ có một bát hương các quan thần linh, có đúng hay không? Bàn thờ tốt nhất cho một nhà là nên đủ 3 bát hương, vì trong những ngày Tết, Giỗ, mùng 1, ngày rằm, khi cúng chúng ta đều mời đầy đủ các vị về, mà bát hương là nơi để các vị ngự. Nếu đặt chung một bát hương có nghĩa là các vị phải ngự chung một bát hương, là không đúng ngôi thứ chồng chắn lên nhau. Bát hương của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng. Nếu chỉ đặt một bát hương thì gia tiên về không có chỗ ngự, không có chỗ ngự thì con cháu xin lộc, xin công danh, bình an thì gia tiên cũng không cho. Là con thứ thì cũng như con trưởng đều được gia tiên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không đặt đủ bát hương để các cụ về ngự thì làm sao các cụ phù hộ cho? Ban thờ Phật gồm một bát hương, ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên, nhưng lại phải có 3 bát hương. Ngoài bát hương thần linh và gia tiên, bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở phần trên, việc bài trí và thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc, vì vậy việc đặt bát hương cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc. Bàn thờ Phật tổ ở bậc cao nhất, tiếp theo là đến các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên. Hiện nay việc thờ Phật phổ biến nhất là bàn thờ Phật, có riêng một bát hương không cần to nhưng phải cao hơn cả. Bát hương giống như là một sợi dây kết nối giữa cõi âm và cõi dương, nơi linh khí của người bề trên có thể nương tựa vào khi muốn quay về thăm con cháu. Việc bốc bát hương cũng cần chú ý đến các nguyên tắc nhất định để không phạm phải tội thất kính với các bề trên. Vị trí các bát hương đặt như thế nào cho đúng? Theo xem tử vi thì việc đặt bát hương trên bàn thờ gia tiên phải theo một nguyên tắc nhất định của từng vùng. Bát nhang là nơi sáng của các hương linh, thần, thánh, tổ tiên và cũng thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Bát nhang là hình thức hội tụ tâm thức, giống như là một sợi dây vô hình để cho gia chủ thắp hương cầu nguyện thần linh, tổ tiên có thể chứng giám được làm thành. Vì vậy, bát nhang phải có sự phân chia riêng cấp bậc giữa quan lại và chúng dân. Chúng ta sẽ đặt 3 bát hương với sơ đồ vị trí như sau. Vị trí bát nhang, chúng ta bố trí bát hương thờ thổ công cao nhất ở giữa, 2 bát hương còn lại thấp hơn, chúng ta mua đế bát hương ở tiệm bán đồ thờ cúng. Việc hiểu đúng về vị trí các bát hương trong ban thờ giúp chúng ta khấn sao cho đúng, tránh nhầm lẫn vị trí giữa các bát hương. Khi thắp hương, chúng ta cũng thắp hương bát hương thổ công trước, rồi đến gia tiên và bà cô tổ. Cách đặt di ảnh trên bàn thờ gia tiên. Di ảnh đặt đúng vị trí, đúng hướng sẽ giúp cho gia đình gia chủ được gia tiên phù hộ, mang đến may mắn và tài lộc dồi dào. Theo đó thì cách đặt di ảnh đúng chuẩn trên bàn thờ gia tiên, đó chính là đặt ở giữa bàn thờ sau bát hương theo thứ tự nam tả nữ hữu. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, chuyên gia nghiên cứu về phong thủy thờ cúng cho biết, ảnh thờ nên đặt theo nguyên tắc trai bên trái, gái bên phải, tức là ảnh cụ bà phải để ngay bên phía tay phải của cụ ông, chứ không được đặt ngược lại. Có một số gia đình hiện nay cứ ai mất trước thì đặt bên trong, điều này là hoàn toàn sai lầm. Lý giải về điều này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điều này được tính theo sự chuyển vận của tự nhiên bên ngoài và hoạt động bên trong con người. Đặt như vậy có ý nghĩa người phụ nữ luôn là cánh tay phải đắc lực, giúp chồng nuôi dạy con cái. Quan niệm dân gian cũng cho rằng việc đặt ảnh thờ phụ nữ ở bên phải sẽ giúp cho người đàn ông khẳng định vị trí trung tâm, tức là nhờ có người đàn ông làm trụ cột trong nhà nên mọi chuyện mới êm xuôi. Đặt ảnh bên giữa bàn thờ. Vị trí trung tâm bàn thờ là vị trí của thần linh và các bậc tổ tiên, không có bất kỳ người nào được phép chen vào. Tuy nhiên thì có một số người hay đặt ảnh thờ người thân của mình ở giữa, đẩy chỗ thờ thần linh ra bên ngoài. Việc này chẳng khác nào cho rằng bản thân người đó quan trọng hơn các vị thần linh hoặc tổ tiên. Nếu đặt ảnh bố mẹ, anh chị em vào giữa bàn thờ, như vậy chẳng khác nào gia chủ đang nói họ có vị trí trung tâm cao nhất. Điều này sẽ khiến cho thần linh và các vị tổ tiên cảm thấy bị xúc phạm, không bao giờ phù hộ cho gia chủ, mà chỉ giáng toàn tai ương. Vậy nên đặt ảnh thờ như thế nào để mang lại tài lộc, bình an, may mắn cho cả gia đình? Trưng ảnh thờ những người đã khuất trên bàn thờ là một trong những việc quan trọng trong thờ cúng tâm linh. Điều này thể hiện cho việc chú trọng đến tín ngưỡng văn hóa Việt. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chưa biết hướng đặt ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Điều này gây ra những điều không tốt cho gia đình. Vậy, đặt ảnh thờ ở vị trí nào là phù hợp? Những đồ đạc trên bàn thờ thường được bài trí theo một thứ tự quy luật nhất định, di ảnh của người đã khuất không ngoại lệ. Đặt ở đâu cho đúng là một trong những điều mà các gia chủ cần phải biết, không nên tự ý đặt ở bất cứ đâu trên bàn thờ. Đặt di ảnh của các thành viên trong gia đình trong thờ cúng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Điều này tuân theo các quy tắc thờ cúng riêng. Cách để đặt cây vàng khối đúng cách trên bàn thờ. Gia chủ có thể chọn đặt cây vàng khối ở vị trí hai bên bát hương, tuy nhiên cây vàng khối đặt ở phía bên trái nếu tính theo hướng bàn thờ thì nên cao hơn so với cây bên phải. Sở dĩ gia chủ nên lưu ý điều này là vì theo nguyên tắc của người xưa, tả thanh long, hữu bạch hổ, có nghĩa là thà để long cao ngàn trượng chứ không thể để hổ ngẩng cao đầu. Đèn nến thắp sáng trên bàn thờ gia tiên. Đèn thái cực để chính giữa bàn thờ ngay dưới chân khán thờ. Ngọn đèn thái cực luôn sáng không để tắt. Ngày xưa thì đèn thái cực thường được thắp bằng dầu, ngày nay có nhiều mẫu thắp bằng điện rất là đẹp, đặc biệt là bóng đèn LED màu đỏ vừa tiết kiệm lại vừa bền. Đôi chân nến, đèn lưỡng nghi. Đôi chân nến hoặc là cặp đèn lưỡng nghi thể hiện thái cực sinh, lưỡng nghi âm dương, chân nến bên trái từ trong bàn thờ nhìn ra, tượng trưng cho mặt trời, chân nến bên phải là mặt trăng, khi cúng xong thì tắt, riêng ngọn đèn thái cực thì luôn sáng bởi vì trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn, sáng soi đầy vũ trụ. Nó là một trung tâm điểm tức là đạo. Đạo ấy mới sinh thái cực, hóa lưỡng nghi là âm với dương, động với tĩnh, có âm dương rồi thì mới hóa sinh ra muôn vật. Ngọn đèn thờ chính giữa, đó là không lay động sao xuyến, chiếu, soi, khắp cả càn khôn. Mặt nguyệt có lúc sáng lúc tối, muôn vật nhờ đó mà sinh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui, trời đất nhờ đó mà quang minh trường cửu. Ngoài ra, để sắp xếp bàn thờ gia tiên đúng phong thủy, gia chủ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để có thể rước được nhiều may mắn tài lộc vào nhà. Giá nến. Gia chủ nên chọn loại giá nến làm bằng chất liệu đồng hoặc là gỗ là tốt nhất. Khay, cốc đựng nước thờ. Để tốt nhất, gia chủ nên chọn các loại khay và cốc đựng nước thờ làm bằng gốm, nên thay nước mỗi lần thắp hương. Lọ đựng hương. Vật phẩm thờ cúng này thường được đặt ở bên phải của bàn thờ gia tiên và gia chủ, nên lựa chọn lọ đựng hương làm bằng gốm sứ để bảo đảm tính thẩm mỹ cũng như là ý nghĩa thờ cúng tốt nhất. Đã bao lâu rồi bạn chưa tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả sum suê đẹp mắt cho bàn thờ gia tiên của mình? Những ngày Tết đang đến gần, năm nay bạn hãy tự tay mình chuẩn bị một mâm ngũ quả thật đẹp cho gia đình mình nhé! Video của Phong Thủy May Mắn đến đây là hết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có được nhiều kiến thức hơn nữa về tử vi và phong thủy. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như ý!